Xin chào toàn thể các bác nhé. Đây là cây Beck Sky 41 Pro của thiết bị tưới Zanon các bác nhé. Đó, nó phun rất là xa luôn, phun bán kính có thể lên đến 40-45 mét. Đây là con táng này, quay đằng sau này để mổ cần xẻ nước này. Đó, cần xẻ nước nó đang mổ xuống đó. Đây nhá, bánh răng bằng đồng đấy nhé các bác nhé. Đó, bánh răng bằng đồng đó. Đó, còn đây là con táng này. Đó, con táng quay đó. Rồi, em quay xa ra cho các bác xem nhé. Đó, thỉnh thoảng nó mổ xuống nó xẻ cái tia nước ra, đó là xẻ nước cho những cây gần các bác nhé, để cho nó đều từ trong ra ngoài các bác nhé. Nhìn nước vậy thôi, khi mà cái góc quay này thì nhìn thấy nó nước nó tập trung ở ngoài đầu vậy thôi, nhưng mà khi mà nhìn ở ngang ấy thì nó không có giọt ở đầu vậy đâu các bác nhé, nó đều rất là đều từ trong ra ngoài các bác nhé. Cái béc này thì có thể phun được 40-45 mét. Nếu mà cây cao 4 mét á, cây cột béc cao 4 mét á, thì nó có thể phun được 45 mét các bác nhé. Máy bơm thì nên dùng những máy bơm lớn, ví dụ như là từ 15 ngựa trở lên, 15 ngựa, 20 ngựa, 24, 30 các bác nhé. Máy 30 thì tưới nó khỏe hơn, nó nhẹ nhàng hơn, còn những máy 24 cũng được, còn nếu như máy 15 thì cũng hơi nặng các bác nhé. Rồi, cảm ơn các bác nào cần thì liên hệ bên em nhé. Cảm ơn các bác.